em lên cây đầu tiên ạ. Cây này thì cây lùm một cốt. Cây này vào chậu lọc đằng tầm 45, cây cao 1m6, hình thì tầm 15 nha. Đây, mặt bông của nó rất là cực kỳ rộ nha. Đây, mấy cái bông này là nở hôm qua rồi, cái đây hè hôm rồi mà mặt bông nó còn sắc như thế này. Một cái nụ nó hé lên cũng phải xấu, xấu cái búp xanh nha. Nở là nở tím tím mà bắt đầu nó nở một lần đấy. Đây, là một chùm như thế này nha. Đây, cái dàn nụ chuẩn bị bắt đầu nở này. Cái nụ như thế này là to hơn tay trỏ của em cũng có nha. Lọc lá là đỏ hết nha, nó đậm hết nè. Rổ cây hết rồi. Đây, cái bông này mới sáng này, mới nở sáng nay nè. Đây, cái chụp này mới nở sáng nay nè. Bông sắc nét ghê chưa. Cái này cây riêng ngạn nha, lấy từ hạt lên hết ạ. Ba ngón tay của em hết nha. Cái này thì một cốt cũng đi lên, thành ra anh em nào muốn sưu tầm về trồng bồn cũng được, hoặc là lấy giống dài hạn lâu năm cũng được nha. Rồi, em đang cây số 2 ạ. Cây này cây giáng long. Cây này thì vào chậu lọc lòng cũng 4 năm nha, thành tầm 15 cốt, nó sáng lượng như thú à. Cái này, hàng này thì em cho em bữa giờ ở trong nhà chắc cũng 4-5 ngày rồi, nhưng mà đây mặt bông còn rất là nhiều nha, dòng xanh nó còn nhiều nha. Nè, mấy cái bông này nè, bắt đầu là nở tím tím như cái ly như thế này. Mà xí nữa nó rộ ra nha, banh ra bông to luôn. Đây, nguyên cái chùm bông như thế này. Chùm này cũng 2-3 ngày rồi. Cái này dành cho anh em nào muốn sưu tầm giống thì anh em cứ lấy về nha. Cái đầu đổ hạt hết rồi nè, về cái đầu lấy hạt luôn giống. Lọc lá cây này cũng đỏ hết luôn nha. Này, cái chỗ đây nó bắt đầu nó đóng hạt rồi nè. Về bắt đầu lấy hạt cũng được, lấy ghép tùy anh em. Hình thân nó thì tầm 15 nha. Đó, nó sáng từ dưới ngọn đi, dưới gốc đi lên ạ. Cây cao thì 1m1, 1m2 á. Hai cây này thì em lạc lá để em tết mặt bông nha. Anh em nào muốn sưu tầm về đầu năm để có chấm mà mình ghét thì anh em mình cứ lấy về nha. Rồi, em cảm ơn cả nhà. Ai thích cây nào thì liên hệ trực tiếp với em ạ. Em chào cả nhà.